Chào các bác. Chúc bác ngày mới tốt lành. Các bác biết em đang làm gì đấy ạ? Đang phụ hồ nhé. Đang xây lại cái bờ vỉa này. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu các bác gọi là vườn cam, cam sổ đỏ nhà hàng xóm nhé. Đang cắt phía bên này các bác nhé. Rồi em sẽ mời các bác ra nhé. Thực sự giải lao một chút nhé. Để xây lại cái vỉa sân, làm lại cái cổng các bác nhé. Rồi, ra mời các bác đi. Đây, tạm thời thì nghỉ giải lao đã. Ra xem cam nhà hàng xóm cắt giá rổ thế nào các bác nhé. Thời tiết hôm nay thì chắc là nốt nắng nốt buổi sáng ngày hôm nay. Còn bắt đầu ngày mai thì sẽ là mưa rét nhé. Mưa rét miền Bắc. Có một cái đợt rét rất là sâu, rất là lạnh luôn. Đây vườn cam nhà hàng xóm. Xem cái lượng cắt ra sao và giá rổ thế nào thì mời các bác cùng thưởng thức và ăn thử cam lòng vàng lục ngạn nhé. Cắt cuốn vườn luôn 8.000 đồng. Vườn này được mấy tấn hả cô? 2 tấn à? Năm nay được cái là cam 100% giám quả nhỉ? Vâng, nhưng nó ngọt. Đấy, năm nay kể cả vườn của nhà ngoài nhà cháu cũng thế này, toàn bộ giám. Chào anh nhé. Thế này thì chắc chỉ cắt một lúc là xong thôi nhỉ? Chuẩn bị xong rồi đúng không? Có cao được chọn này, có cắt chọn hơn không cô? Còn cắt cuốn vườn hết à? Cuốn vườn 8k. Vâng. Chọn thì lâu nhỉ. Năm nay thực ra chọn hơi khó. Chọn như cháu nhìn xem quả chọn năm nay. Ê, thường thường như vậy năm nay quả chọn đây này. Đấy. Cam chọn là cam mà nó không 10 11k nhưng mà nó không cắt thì đóng hơi lâu nhỉ. Mà năm nay thì phần đến 99% là bị dám này. Mã xấu nhưng mà quả ngọt. Và chất lượng thì ok lắm. Cam sạch, cam ngon. Và COVID. Cái là cứ tiêu thụ được là tốt rồi. Dịch sợ dịch giã này không đi được chợ thôi cô nhỉ. Cái chỗ nhỏ nhỏ nhỡ xanh xanh này là loại hả cô? Đây cam loại nhỉ, cam giống như mình gọi cam rươi. Ví dụ như hàng mặt của nó thì quả cũng rất là to. Vườn chỗ này thì ít ít cây mà. Vườn vẫn ở trong vườn nhà anh Quân 5 tấn hả cô? À mình nhà nào nhiều nhất hả cô? Vâng. Chưa nắm được à? Chắc là chỉ đều đều khoảng tầm trên dưới chục tấn một tí cô nhỉ? Chứ mình không có nhiều cam. Chứ cam ở khu Tân Mộc nó có hàng trăm tấn, mấy chục tấn. Mình chỉ nhiều táo thôi đúng không ạ? Ở đây mời các bác ra cái khu vực cắt nhé. Đây chỗ như em này thì mỗi nhà cũng có một ít cam các bác ạ. Nhà nào cũng có cam nhưng đều cam sổ đỏ cả. Thử ra xem các bác cái cắt thế nào thì mời các bác cắt ở trên cây, xem cắt trên cây luôn nhé. Đây quả đây. Đấy, cực ngon, cực ngọt đây, cực sạch nhé. Mỗi xô này chục cân nhỉ? Ông ơi, chủ vườn đâu rồi, bán 20 không nhỉ? Anh có bán 20 không thì để à, vâng em đây. Vâng. Có anh cuốn vườn ở đây vườn trong cắt chưa? 4 tấn à? Để dụng kha khá nhá, năm nay dì rảnh này. Ô anh Quân em tưởng sáng anh đi câu mà. Thấy thằng Sang nó gọi. Hả? Anh có đi câu bây giờ. À. Vâng. Ở tổng vườn của anh được đến ở trong kia được 5 7 tấn không? Chắc được. Được à? 8 tấn. Vâng. 8 tấn. 8 64. Gọi 6 chục chưa tính phân giò nhỉ? 16.000 2 cân. Và nhưng mà đơ hỏng nhiều cây lắm rồi anh Quân ạ. Tới đây là phá bỏ trồng táo hay gì à, dặm vào gì
Vâng. Và cắt cuốn vườn là cắt sạch sẽ không còn quả nào, còn cắt chọn thì là cắt những quả đẹp, còn cắt cuốn vườn là cắt hết các bác nhé. Và khả năng đợt tới làm lúa nếp phì điền thôi nhỉ. Dụng nhiều ạ. Nước cá hoa vàng quên. Đây, đây. À, cam xong táo xong rồi đặt tới lại lại táo tiếp này. Đây, đây cốc táo vẫn còn khô đây. Cắt chanh thôi nhỉ, ăn chanh bốn mùa. Cái năm nay cái đợt này đến cái mưa vừa rồi nó rụng quá nhiều nhỉ anh nhỉ. Rụng rụng gọi đen gốc. Ở nhà em cũng rụng chắc cũng không kém thế này. Cái táo cái đợt cái mưa rồi. Toàn chùm, toàn một bình quân cam cây như này 50 cân là rất bình thường. 5 xô nhỉ, chỉ cần 5 xô thôi. Tầm chỗ này đã gần chục cân rồi này. Cảm giác là mã nó còn chưa lên hết anh Quân ạ. Bình thường ví dụ như em với Quyền nó hay bán là tầm tháng 12 dương ấy, tầm khoảng tháng sau mã nó lên nếu mà khô hoặc là thời tiết mà nó không mưa ấy, mã lên nhanh lắm. Vâng. Dịch giã này thì cứ quất được thì cứ quất thôi. Đây còn ví dụ như những cái hàng này nó lên mã nó còn phải vàng hết cơ. Đây còn chuyển một số rơi. Dưới đất thì mã mới đẹp. Và dưới đất thì mã đẹp thế. Đang lên đi. Đang lên mã. Mấy xô khói. Xô khói ấy. Nổ. Làm như kiểu về sang cái lây sang bên hàng xóm này này, vườn bên này vẫn có. Năm ngoái gì bán được mười mấy? Đâu, năm ngoái bán 9.000 thôi. À cũng 9.000 là giá. Ôi à, ừ năm ngoái cháu cũng được như để sau sau cũng được 10.000 hay 11 ấy, nhưng mà dụng nhiều. Nó năm ngoái nó cũng, năm nay cũng dụng nhiều nhưng mà bây giờ vẫn là sớm, nó còn chưa lên mã hẳn nhỉ. Nó chưa bị. Và lúc đấy là được bán táo rồi. Năm ngoái cắt cam canh với lại cam vinh cùng nhau mà. Và tranh thủ trời nắng ráo thì cắt cam thì tiêu thụ sẽ tốt hơn so với cả trời nặng mưa và rét các bác nhé. Đó thì gửi đến các chị một chút cái tình hình gọi là cắt cam
cam sổ đỏ của nhà hàng xóm nhé. Còn của nhà em thì có một chút thì cũng chưa cắt đâu. Thì cứ chờ gọi là xem nó có lên được hay không thì kệ nó cũng nhỉ. Bởi vì giờ cũng đang còn có chút việc nên là thôi cứ bình tĩnh đã. Thì mời các bác thưởng thức cam Lục Ngạn nhé. Em không có, chưa có thời gian để giới thiệu cam với các bác. Còn cam Lục Ngạn nó gọi là mênh mông bạt ngàn ở các xã như Tân Mộc, Quý Sơn nhé, Hồng Giang, rồi tất cả các xã đều có cam. Tuy nhiên là ở khu giữa đó thì sẽ tập trung vào cam nhiều hơn nhé. Cam và bưởi và vải sớm. Còn chỗ em là cam, táo, vải nhỉ. Trong đó táo, vải nhiều, còn cam thì sẽ ít hơn. Và khả năng là năm tới này thì diện tích cam của trên chỗ em nó cũng sẽ giảm đi nhé. Bởi vì mấy năm nay giá cam nó xuống thấp quá, 8-9-10 nghìn một cân đúng không nhỉ. Thành ra cái công đầu tư chăm sóc nó vào nó rất là kém và nó thất thu ấy. Đấy thì tình hình gửi đến các chị một chút cái tình hình như vậy. Thời điểm đầu tháng 11 và chiều nay thì gió mùa đông bắc rét, mưa rét sẽ về nhé. Sẽ cơn mưa này sẽ tương đối là lâu và rét, thời tiết nhiệt độ xuống rất là thấp đấy, chứ không nắng to và nắng ráo như này đâu. Đấy thì mời các bác thưởng thức cam và chuẩn bị đón mùa đông bắc của miền gió rét của miền Bắc các anh chị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.